cứ đợi nha, số lượng xe thì rất là nhiều cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì con này anh con này đã có người mua rồi. Con này có người mua rồi. Tiếp tục là một con. Rồi đây quay pha. Đây là quay quay xương cá, quay cá mập cũng được. Đời này 2006 nhá. Máy thì khỏi chê rồi, máy ngon, rất ngon luôn. Đấy. Xe này thì nói trước là dàn áo nó không còn đẹp nhưng máy cực khỏe, máy cực chất. Đó, anh em nào mua đi làm thì khỏi phải nghĩ cái gì cả. Con này giá nhiêu anh? Xe này là biển số 68 nha anh chị ơi. 68 Kiên Giang nha. 68 Kiên Giang, biển số 68 Kiên Giang. Xe này anh đang bán với giá là 7.200.000. 7.200.000. Quay Alpha 7.200. Quay Alpha 2006 mình bán với giá là 7.200.000. Rồi. Rồi đây là tiếp tục cái con quay RSX 2013. Quay RSX 2013 nha anh chị. Xe này mình đang bán với giá, hiện tại mình đang bán với giá là 9 triệu. Quay RSX. Quay RSX 2009 2013 bán giá 9 triệu nha anh chị. Biển số là 77 Bình Định nha anh chị. Nhớ giùm em nha. 77 Bình Định nha mọi người. 77 Bình Định. Nhớ anh chị nha. Chút xíu nữa em chứ quay đi xong chút xíu quay lại lượt biển số rồi. Okay. 9 triệu nha anh chị. 9 triệu nha mọi người. Rồi. Rồi, một con nữa là quay Alpha nữa nè mọi người. Đây là quay quay Alpha này là quay Alpha 2018. Xe nói chung là còn mới tinh. Rồi. 2018 thì anh chị chú ý nhá, xe này thì khỏi phải chê rồi. Xe chạy mới có 90 ngàn gì đó. Giá con này nhiêu anh? À con này anh đang bán với giá là 14 triệu nha anh chị. 14 triệu cho mọi người. 14 triệu nha anh chị, quay Alpha 2018. Dạ. Đấy, 2018 xe biển số 85 Ninh Thuận. Rồi, biển số 85 Ninh Thuận. Tiếp rồi, tục tiếp tục. Con. Tiếp tục đây là quay S nha, quay S tên họ tem hoa văn đời 2013 này. 2013 xe này cực đẹp nha anh chị. Xe này rất là đẹp luôn nhá. Đó, xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, con này mình đang bán với giá là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi 2013 nha anh chị. Đó, các bạn nhìn đi những cái con mà ví dụ quay 6, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu là có hết. Anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ tới á. Cứ cần xe đi làm thì cứ tới liên hệ với anh Vinh. Anh Vinh sẽ hỗ trợ hết cho anh chị và các bạn luôn. Đó. Rồi, một con nữa là Surus phiên bản RC. Đây thì phiên bản RC này 2017. Xe này 2017 này anh chị. Xe này còn đẹp, rất là đẹp. Nó lỗi cái chút xíu là chỗ này nó bị hở cái ngàm thôi nha. Còn cái này thì muốn làm thì thay thì cũng rẻ thôi. Không có gì cả. Thì xe này 2017, biển số 66 Đồng Tháp. 66 Đồng Tháp. Xe này anh đang bán với giá là 12.500.000. Phiên bản RC nha anh chị. Dạ. 12.500.000. Biển số 66 Đồng Tháp. Đấy, nói chung là xe còn rất là đẹp. Em quay kỹ con này cái em. Đẹp, rất là đẹp, xe nó đẹp lắm ấy. Con này nhìn mới lắm. Rồi. Này, cái lắp nó còn nước sơn zin nè mọi người. Đấy. Nguyên nguyên. Con này rửa ra nữa thì rất mới luôn. Xe này biển số 66 nha anh chị. Rồi, thì, đấy. Bánh mâm này. Này anh nói con này giá nhiêu ta? 12.500.000. 12.500.000 là có Surus đi rồi mọi người. Đấy. Rồi, một con Surus. Rồi đây Surus 2016 này, FE này, này mẫu FE nha anh chị. Không phải RC nha, đây mẫu FE nha. Đây 2016 này. Đấy, em quay cụ thể cho khách hàng xem nghe. Xe còn đẹp lắm đấy. Con này giá nhiêu anh? Xe này anh đang bán với giá là 11 triệu. FE nha. FE 2016, biển số An Giang 67. Rồi, biển số 67. Rồi. Em quay lên vòng này đi em. Anh giới thiệu cái biển số lại cho khách hàng xem cái. Rồi, cái này là Surus nha, 2016 này, phiên bản RC FE nha. FE nè, biển số 67 nhớ nha. Xe này mình giới với cô bác anh chị tất cả nha là xe này mình đang bán với giá là 11 triệu. 11 triệu. Còn Surus RC phiên bản RC bánh mâm này là mình đang bán với giá là 12.500.000 nha. Rồi. Rồi quay S này 2013 13, đây là mình bán với giá là 9.500.000. Anh chị nhớ biển số giùm em cái nha. Rồi. Đây quay Alpha 2018, nãy mình giới thiệu rồi, mình bán với giá là 14 triệu. Đây là quay RSX 2013, biển số 77 nè, mình bán là giá 9 triệu. Rồi, đây là quay A 2006 nha. Xe này mình bán với giá là 7.2 triệu nha anh chị. Rồi, con này thì mình đã bán. Rồi, con này đã bán. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nữa mình sẽ giới thiệu tiếp một số xe giá rẻ cho chị nữa. Đây có một con này, đây là quay Alpha
nhưng mà nó là 2014. Xe này quay anh 2014 nhưng mà chỉ có cái tội là nó thay dàn áo quay S 2018 nha anh chị. À. Còn máy móc của nó là 2000 xe quay anh 2014. Đó. Xe này biển số 63 Tiền Giang. 63 Tiền Giang. Rồi. Xe này thì được cái giá thì nó rẻ hơn cái giá quay anh pha, bởi vì cái này nó chỉ là cái là thay dàn áo thôi. Xe này mình bán với giá là 9 triệu rưỡi nha anh chị. Quay anh pha 2014. 9 triệu rưỡi. Dạ. Đó, 9 triệu rưỡi nha mọi người. Rồi anh chị xem kỹ chút xíu. Nhớ là quay anh pha 2014. Thay dàn áo quay S 2018. Đấy. Rồi. Còn giá rẻ cho anh chị nữa nè. Xe này thì nói trước là dàn áo nó không còn đẹp đâu. Nói trước dàn áo không được đẹp. Xe này chắc hồi xưa người ta cũng đi làm đây, cho nên là đi làm công trình đây. Nhưng máy thì nói chung là máy thì cái này mình bảo hành cho nửa năm này. Đó, bảo hành nửa năm. Bảo hành cái xe này nửa năm bởi vì máy nó có chất. Dạ. Cái máy nó có chất. Máy này thì khỏi chê rồi. Nói chung xe này anh em nào đi làm công trường hay là đi chở đồ thì quá vip. Nhưng mà nãy giờ mà xe này mình thanh lý ra là giấy tờ đầy đủ hết luôn đúng không anh? Giấy tờ đầy đủ. Nói chung tất cả những xe mình thanh lý ở đây là giấy tờ đầy đủ hết. Không phải lo về giấy tờ. Đó. Em giới thiệu cái xe này chút, những người nào mà nói chung là những người nào mà đi làm á, những người đi làm mà chở hàng hóa hay đi công trường nên mua những chiếc này. Này quay RSX 2011 đây. Loại này là siêu bền. Đấy, nói chung là nói trước là xe này không đẹp nhá. Không đẹp, dàn áo không đẹp. Nhưng máy đã đang nguyên zin hết. Đấy. Máy là ngon lành đúng không? Máy đang nguyên zin, chưa đụng chạm gì. Nói là giá là 7. Xe này anh chưa nói giá, xe này nếu mà không lấy thì xe này anh sẽ bán cho giá là 7.300.000. 7.300.000. Đấy, quay RSX. Đấy, quay RSX nha mọi người. Đấy. Đấy, con này là anh nói là con này là quay Alpha 2014 thay dàn áo quay S 2008. Xe này mình bán với giá là 9.500.000. Rồi mấy tiếp tục cho anh em là thanh niên này mới mua Winner X nè, rẻ hơn được khoảng cỡ mười mấy 20 triệu nè. Winner X 2019 biển số 66 Đồng Tháp 2019, để coi cái km chạy được bao nhiêu rồi nhờ. Km là chạy được là 16.638 cây số nha anh chị. Đấy. Km là chạy được 16.638 km. Rồi, em quay cho mấy anh thanh niên xem cái nào. Đấy. Được chưa? Đấy, quay đi. Xe là bao chất. Con này bán thường nha mọi người. Winner X, Winner X chứ không là phiên bản cao nhất đấy em. Còn Winner X thường thì là bán thường là bán ấy, là Winner X nó có hai phiên bản thường và bản ABS. À cái này là CBS chứ không phải ABS. CBS. À cái này thắng thường. Thắng thường. Cái này giá nhiêu anh? Xe này anh đang bán với giá là 30.500.000. 30.500. Bao rẻ mà. Bao rẻ hơn thị trường. Mình bán với giá này bao rẻ hơn thị trường mà. 30 triệu Winner X, 30 triệu mọi người. 30.500.000. À 30.500. Rồi em quay biển số cho anh chị xem luôn đi. Em quay chi tiết kỹ xe này luôn. Bởi vì xe lớn tiền là mình phải cái gì phải quay cho kỹ càng cho tham khảo nhé. Đấy. Em quay cái đồng hồ luôn nữa nè. Này. Xe nói trước là không phải là tua tiết gì đâu nha anh chị. Đó, gọi là xe thanh lý đâu mà. Đấy, 16.338 cây. Đấy. 30.500.000 có một Winner X rẻ hơn được khoảng gần 20 chai. Đấy. Còn đây là một cái future mẫu mới nè. Future 2019 này. Future này mẫu đèn led nha anh chị. Mẫu đèn led nha anh chị. Xe thì khỏi phải chê rồi, xe chạy mới có hơn 10.000 cây à. Xe này chạy mới có là 14.000 cây. 14.000 cây. Xe này mới hiện tại nó tầm cỡ 37 triệu thì 37 triệu, nhưng mà xe này mình thanh lý ra với giá là 23.500.000. 23.500. Nói chung rẻ hơn được chục triệu nha anh chị. Đấy, xe như xe mới. Đấy, ốc tăng như thế này là mới tinh, xe mới tinh. Nó có chảy tí cái mỏ dè thôi, còn xe là quá đẹp. Xe này là biển số Bình Phước nha anh chị. Nếu anh chị ở đâu như thế nào, nếu muốn rút hồ sơ ra tên có gì mình sẽ hỗ trợ về vấn đề đó luôn nha anh chị. Đấy. Tất cả những con xe như thế này, nếu anh chị và các bạn nào mua muốn ra tên là bên anh hỗ trợ muốn hết ra luôn. Tên như thế nào thì mình hỗ trợ hết nha.
thanh lý mà, nhưng mà giấy tờ đầy đủ này, sang tên về đâu cũng được nè mọi người. Dạ. Rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu dòng tay ga luôn. Đây, thì vô đây anh sẽ giới thiệu một số cái dòng tay ga cho anh chị xem. Bởi vì ngoài đó là xe số, còn vô đây thì mình sẽ giới thiệu những tay ga. Rồi. Nhiều lắm mọi người. Các bạn nhìn đi, thanh lý ra thì bắt ngát. Đây là xe Janus này, có Yamaha này. Janus Yamaha này. Xe này chìa khóa bếp, chìa khóa smart key nha, chứ không phải là chìa khóa thường nha. Xe này 2019, biển số là 93 Bình Phước. Xe này mình bán với giá là 20 triệu nha anh chị. 20 triệu 2019, chìa khóa smart key. Đây, em quay hết vòng luôn đi em. Đấy. Con này mấy mới dòng lắm. Mấy dòng cao cấp này mình phải quay cho anh chị nó tham khảo cụ thể luôn. Đấy. Đấy. Các bạn nào mình xem mình thấy con nào được thì mình cứ tới thôi. Mình alo số anh Vinh nha mọi người. Có gì mình để ở bên trên nữa. Thôi, biển số 93 luôn, 81 19. Con này thì giá bao nhiêu anh? Xe này anh đang bán với giá là 20 triệu nha em. 20 triệu. 20 triệu. Xe anh chị muốn rút hồ sơ như thế nào chứ nói về mình hỗ trợ nhá. Rút hồ sơ ra tên tất cả những cái xe, nếu muốn rút hồ sơ có gì chứ alo cho mình. Còn đây là Vision 2014 này. Vision 2014, xe này mình bán với giá là 14 triệu. 2014. Đấy. Xe này nói chung là có trầy xước đấy. Xe này có trầy xước chứ, nhưng mà máy thì khỏi chê rồi. Bởi vì nói anh chị biết một cái là mình đã xác định mua xe cũ thì quan trọng nhất là máy móc. Đó, máy móc mới là quan trọng nhất, còn chứ mình xe cũ là phải xác định nó có trầy xước và nó có bị này nọ này kia. Chứ còn nếu mà trường hợp đi mua xe cũ mà không có trầy xước, không có này nọ kia là không phải xe cũ. Chỉ có những tốt dặm hay là như thế nào thì nó mới có là như vậy thôi. Nha chị. Rồi. Xe này máy móc thì khỏi chê rồi. Đấy. Rồi tiếp tục mình giới thiệu một cái nữa nè. Cũng là Vision nhưng mà phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt 2019. Xe này xe trả góp, xe giấy trả góp. Nếu mà thị trường bây giờ mà xe nó như thế nào thì xe mà cà vẹt zin á thì nó tầm cỡ 27-28 triệu. Còn đây là mình bán cái giấy này xe là trả góp, mình bán với giá là 18 triệu 500 ngàn. 18 triệu 500 ngàn cho phiên bản đặc biệt. Ồ. Vision phiên bản đặc biệt 2019. Giờ có smart key nha anh chị. Xe này km chạy được là 14.896 cây. Đấy. Rồi xe này thì khỏi chê rồi, hình như xe mới, phiên bản đặc biệt cho anh chị. Rồi xe này là biển số 79 Khánh Hòa. Em quay cái này luôn em, em quay biển số luôn cho anh chị xem luôn em. Con này là giá nói là 18 nữa hả? 18 triệu 500 ngàn. Con này nhìn mới xe lắm. Con này bản cao cấp mà. Đấy. Đấy đấy. 18 triệu 500 ngàn. Rồi. Rồi tiếp tục. Đây là Accenter 150 để coi nhớ nè. Để coi mình nhớ là 2015 2016 gì đấy. Mình con này đi gì King Jack nè mọi người. Không phải. Cái này phiên bản thường, nói chung là Accenter 150 thôi. Đó. Xe này thì biển số 94. Xe này nói trước là xe này có sơn lại rồi nha anh chị. Nha, xe này mấy anh thanh niên đi cho nên mấy anh thích đổi màu này anh sơn lại rồi đấy. Chứ máy móc thì ok nha. Mấy anh sơn mâm sơn miếc đây này. Đấy, anh chị xem có phải sơn mâm sơn miếc đâu này. Đấy. Máy móc coi, nhưng mà mình bán cái giá này rẻ mà. Xe này anh chị muốn mua em để cho anh chị là 22 triệu 500 ngàn thôi. Có 22 triệu. 22 triệu 500 ngàn có Accenter 150 đi liền. Đấy. Xe là về sử dụng liền chứ không phải tốn gì nữa đâu nhá. Đó, 22 triệu 500. 20 triệu 500 ngàn. Máy bao zin luôn đúng không anh? Ờ, máy móc zin hết. Đấy. Sơn lại rồi đấy. Sơn đúng màu à? Ừ, sơn đúng màu. Nhưng màu xanh nó hơi lạ lạ tí. Dạ. Rồi, biển số. Rồi tiếp tục. Chiếc này chiếc E-Black này. Xe này đang còn rất là đẹp đây anh chị. Biển số 59 này. E-Black 2013. Này 125, mẫu 125 nha anh chị. Mẫu này đi cực bền luôn. Con này thì mẫu này đi, con này đi 33.000 rồi mọi người. Ừ, 33.000 cây. Đó, máy máy con này thì bao luôn. Đây, nói chung là xe còn đẹp lắm đó nha. Cái màu này là cái màu đỏ trắng này đẹp nhất đây.
Rồi cái xe này mình bán, anh chị tham khảo nhá, xe này nhớ nhá, mình bán với giá là 20.500.000 nha anh chị ơi. 20.500.000. 20.500.000 2013, xe 125. Đấy, Airblade 125 2015, cuối 2013. Đấy. Rồi, ok anh. Rồi, tiếp tục. Airblade đầu bò 2011. 2011 nha anh chị, xe này biển số 79 Khánh Hòa luôn nè. Đó, xe này thì về chứ mua chạy thôi, không phải đổ xăng chạy thôi nha. Xe này mình bán với giá là 13.500.000. 13.500.000 Airblade nha, 2011. Rồi, đấy. Quay kỹ cho anh khách hàng xem đây. Đấy. Máy móc em ru. Đấy. Gần như không rửa không dọn mọi người. Rồi. Hành lý này không có thời gian đâu mà rửa dọn. Anh chị và các bạn nào mình thích thì mình cứ tới thôi. Mình liên hệ mình mua cứ alo qua số anh Vinh nha mọi người. Mình sẽ để số anh Vinh lên đó. Rồi, biển số 79 này. 05446 nha. Này cái xe này mình bán với giá 13.500.000 nha anh chị. Airblade 2011. 13.500.000. Đây còn con này cũng nói chung là rất là bây giờ cũng ít, rất là hiếm đây. Dòng này giờ cũng rất là hiếm để có đây. Thì bây giờ xe này là Airblade. Airblade 2010. Đấy, màu đen, nói chung xe còn cứng cáp. Máy móc nguyên zin. Đó. Thì nó có bị gãy một cái bát bô. Gãy một cái bát bô ở đây. Gãy một bát bô, thay khoảng cỡ 100.000. Đấy, chỉ vậy thôi, vi đách một cái in. Thay thêm 80.000 nữa. Đó, như vậy thôi anh chị, anh chị. 180.000 là có xe đẹp đúng không anh? Rồi, dòng này mình đang bán với giá là 17.500.000. Xe còn đẹp lắm đấy nha. Xe còn đẹp lắm đấy. Có chảy tí hai bên hông này thôi chứ còn xe là còn ok lắm đấy. 17.500.000 nha anh chị. Chú ý xe này nhá. 500. Đấy. Mua về là đi liền, không phải tốn thêm chi phí nữa. Rồi, một con Vision cho anh chị và các bạn luôn nè. Đây, Vision 2012, biển số 78 Phú Yên nha anh chị. Xe này mình đang bán với giá là 12.500.000. Có một cái Vision đây đi, 12.500.000. Đó, nếu mà các em sinh viên mà mới vào trường hay như thế nào thì mình mua một cái xe này, thứ nhất là cái giá tiền nó vừa phải. Dạ. Ví dụ như mình đi một vài năm nữa mình muốn thay đổi thì mình bán xe này đi thì mình mua xe khác. Đó. Mình rẻ hơn, nói chung rẻ hơn được khoảng cỡ 12 triệu với phiên bản bây giờ xe mới khoảng cỡ 36 triệu thì mình rẻ hơn được khoảng cỡ hai mấy triệu. Đấy, mình mua cái xe này, bao cục máy. Rồi, tiếp tục em quay cái xe biển số chiếc Everlast này các em. Đây, Everlast em mới giới thiệu đây. 17.500.000 nha anh chị. Everlast 2010. Đấy. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mình giới thiệu một chiếc xe. Đây là chiếc xe Airblade đầu bò luôn. Đây, xe này biển số 36 luôn nha. Biển số 36 Thanh Hóa luôn. Đấy, máy khỏi chê rồi. Rồi, xe này 2011 luôn. Rồi, quay đi anh giới thiệu giá cho cô bác xem cái nào. Đấy, xe còn rất là đẹp nha. Ở đây mình bán là xe đẹp mình nói đẹp, còn xe xấu mình nói xấu đấy. Rồi, xe này mình bán với giá là 13.500.000. 13.500.000. Đồng giá với chiếc kia, biển số 79. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục đây là chiếc Airblade 209 này, nó chỉ FE nha anh chị. Xe này chỉ FE nhá. Nhớ đấy, có FE không phải FE đâu. Đó, xe này biển số thành phố nhá. Quay hết đi em, đấy. Con này giá nhiêu anh? Xe này anh bán với giá là 10.500.000. 10.500.000. Rồi, rồi tiếp tục. AB đây tiếp tục AB đồ bò nó cũng 2011 luôn đây. Đây, nói chung cũng đẹp tương tự như xe kia mà. Đấy. Xe này biển số 84 Trà Vinh nha anh chị. Đấy. Biển số 84 Trà Vinh. Đấy, xe này thì cũng về mua chạy thôi, không phải tốn chi phí nữa nha. Không phải tốn thêm chi phí nữa. Em quay biển số luôn đi em. Quay xung quanh, quay hết biển số đi. Con này giá nhiêu anh? Xe này mình bán với giá là 14 triệu. Biển số đẹp nha. 14646 kìa. Đây. Xe này mình bán với giá là 14 triệu nha anh chị. Đấy. Rồi. 14 triệu Airblade 2011. Rồi. Rồi, còn chiếc này thì nói chung là phải
phải tập trung quay xe này giùm anh cái này. Con này là chắc mình nghĩ là một siêu phẩm này. Không phải là nó bởi vì nó cái giá, bởi vì dòng này là Air Black Thái 2019. Black Thái đúng dạ. Nói trước cái chiếc thì mình giới thiệu chiếc này cho bà con xem cái là bởi vì xe này là mình cục máy của nó là máy của nó là chưa đụng chạm nhá. Máy móc là chưa đụng chạm nhá. Đó, nếu trường hợp mình bán cái xe này nếu mà xe mà có máy có đụng chạm mang đây mình trả cho gấp đôi tiền. Đó, bao cho anh chị cái xe này. Máy khỏi chê. Rồi anh chị tham khảo đi, anh chị quay xem kỹ cái xe này đi anh chị. Đấy. Đẹp quá. Lâu lắm rồi mới gặp được cái mẫu như này. Xe này có cái tiếng lỗi là ngay lốc máy nó bị cái tang tí thôi chứ còn đồ zin hết nha anh chị. Đồ zin hết, không có like bất kỳ từ cặp cuộc từ cái gì của nó là không có like bất kỳ cái gì cả. Đấy. Em quay biển số này, biển số 68 F564008. Đấy. Con này giá nhiêu anh? Xe này mình bán với giá là 34.500.000. Air Black Thái 209 nha anh chị. Đấy. Air Black Thái 209. Nói chung là thị trường đang bán ngoài 40 đấy. Mình bán 34.500.000. Rồi anh chị tham khảo. Rồi. Rồi. Chiếc này thì hiện tại là anh đang cầm này. Đây, đang cầm. Xe này đang cầm. Đó là những cái xe đang cầm. Những cái xe đang cầm. Là còn những khác rồi, còn này là xe này anh đang bán đây này. Con nào này bán hả? Xe này đang bán đây. Xe nào bán là này Vespa này 2011 này. Đấy, anh chị coi đẹp không nào? Nhưng mà giá nó hơi tê chút quá nha. Đấy, xe đẹp này quá mà, nó còn đẹp quá mà. Đẹp quá luôn. Đấy, anh chị xem đây. 2011 nha anh chị. Con này giá nhiêu anh? Xe này mình bán với giá, xe này mình bán với giá là 13.500.000. Em quay biển số này cực đẹp này. Đấy. 46677. 13.500.000 mọi người. Anh em nào mà thấy xúc con này liền ha. Xe quá đẹp. Đó, bán đồ sau đó là thanh lý. Quá rẻ, xe này bán giá quá rẻ. 13.500.000 là quá rẻ rồi. Rồi. Tiếp tục. Đây là Air Black đầu bò này, nhưng mà tất cả nãy giờ anh chị cũng xem một số xe Air Black đầu bò này, nhưng mà bây giờ kiếm, nếu bây giờ kiếm đằng con như này hơi khó này. Kiếm con này hơi khó. Em nhìn tưởng tượng như là con xe mới anh. Mà nó quá đẹp này. Xe đẹp lắm luôn đó. Xe km 2011 tới giờ mà chạy mới có 28.000 cây nha anh chị. Thì anh chị nó nghĩ nó mới như thế nào? Cực mới, cực đẹp. Em quay chi tiết trong kia luôn nè. Đấy, quay chi tiết cho nó nhìn đấy. Ồ, con này đẹp lắm. Rồi, để anh dắt cái xe này anh cho quay cái biển số này. Đấy, biển số 61 8857 nha mà. Wow, rồi, mọi người nhìn đi. Con này bóng lưỡng luôn. Đấy, xe đàng hoàng rất là đẹp nha anh chị. Đấy, coi chiếc này đi. Ai mua được chiếc này thì nói chung là rất là may mắn này. Con này giá nhiêu anh? Cái này nói chung đẹp thì giá nó tê thôi. giá tê thôi. Bởi vì đẹp thì mình cầm cao rồi thì mình bị bán cao cao thôi. Xe này mình đang bán với giá là 15.500.000 nha. 15.500 đó mọi người. Cũng cái đó chung là quá bình thường rồi. Không, nó đẹp nhưng quá. Mà con này đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục, bây giờ anh còn ở đây, anh còn một chiếc SH Boss. Xe này anh đang cầm này, em chứ quay này. Quay đây, đây, những cái xe này anh đang cầm này. Rồi, xe này đang cầm này. Cầm. Có cái SH Boss này thôi. SH Boss này 2018 này. Thanh lý ra luôn à? Xe này thanh lý đây. 2018 phiên bản đặc biệt, nhưng mà cái này là chưa có thắng ABS nha anh chị. Dạ, bắn thường đúng không? Chỉ là thắng CBS thôi, còn phiên bản đặc biệt, màu này là màu đặc biệt. Dạ. Màu này màu xám đặc biệt nha anh chị. Xe này mình đang mình rút hồ sơ sẵn rồi, nếu anh chị muốn mua thì ra tên ngay thôi. Này xe này anh đang bán với ba giá là 49 triệu. 49 triệu nha anh chị. Ồ, tháng 1 thanh lý ra 49 triệu thôi mọi người. 49 triệu nha. Con này đẹp lắm. Xe này ốt đô km chạy mới có hơn 9.000 cây à. Hơn 9.000 cây. Rồi đó. Thì còn những cái dòng xe ở đây, ở đây mình còn có 3 chiếc nữa thôi. Mình giới thiệu luôn này, đây rim Trung Quốc này, ai mua được này. Ai mua được mua nha. Rim Trung Quốc này. Đấy, mấy anh nào mà đi làm thợ hồ công trường hay gì đó thì xe này đầy đốm đầy đủ hết này. Đấy. Đó. Đó, khỏi phải lo về máy móc. Đấy. Mất nhiều anh, đang xe này anh đang bán với giá là 3 triệu rưỡi đây. À, giá là thấp nhất cửa hàng anh là 3 triệu rưỡi. Thấp nhất cửa hàng 3 triệu rưỡi. Trung Quốc mà. Dạ. Rồi, còn một chiếc SCR 209 nữa nè. Lít. Rồi, không, cái này SCR trong anh lít nha, 209 nha. Giá này anh bán rẻ mà. Xe này anh bán với giá, xe này anh bán với giá có 8 triệu bạc à. 8 triệu. Biển số 59 luôn kìa. Rồi. 3935 rồi. Anh chị nào mà mua thì có ý cốp nào bỡ đồ thì ok rồi nha.
Đấy, 8 triệu. 8 triệu một cái SCR 209. Còn xe này này, ai muốn mua này, mình bán rẻ cho này. Đây, Elizabeth à. Elizabeth 209 này, nó chỉ FI đâu nhá. Rồi, nhanh và gọn lẹ luôn, bán 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi một chiếc Elizabeth 209 bằng xe Trung Quốc. Đó, bán xả khô cho hết, thì đây ra loạt mới. Thanh lý ra nha mọi người, còn này là cầm hết. Đây, những dòng này là mình cầm này. Đây, anh chị quay xem là đây những cái xe này mình cầm. Đó, nếu là những trường hợp là ở đây là những cái xe mà chính chủ mình để đây, còn những xe không ngay chủ thì mình để ở trong kho. Thì những cái xe nào mình thanh lý thì mình chuyển ra ngoài trước. Đây. Thì đó thì anh chị tham khảo tất cả những dòng xe hôm nay mình giới thiệu. Tất cả dòng xe mình giới thiệu ở đây thì giá cả thì nói trước anh chị là xe ở đây là mình thanh lý cho nên là mình không có dọn. Nói trước là xe sao mình để về mình bán, có chảy có xước như thế nào thì mình để về mình bán, cho nên còn cái chuyện mà xe cộ ở đây mình bán xe cụ thể như thế nào mình sẽ nói như vậy. Thà rằng ví dụ máy nguyên zin, mình nói nguyên zin, máy có làm rồi mình nói làm, anh chị yên tâm về đến đó. Bởi vì thứ nhất mình làm cái chương trình này mình quay lên là có anh chị cô bác rất là nhiều người ở xa, cho nên là mình phải nói cụ thể tình trạng xe sao như thế nào để anh chị, ví dụ như khi mình có thể những nhiều anh chị ở dưới miền Tây đi lên mấy trăm cây, đi cả 5-7 tiếng lên nơi mà cái xe không đúng như vậy, thứ nhất là mất cái thời gian của anh chị và cũng mất rất mất thời gian của mình. Cho nên là anh chị yên tâm khi xem cái chương trình này của Vinh thì anh chị nếu có thắc mắc cái gì anh chị cứ điện thoại trực tiếp cho Vinh. Muốn giới thiệu cái xe nó cụ thể, quay cụ thể chi tiết hơn thì mình sẽ quay cụ thể, hoặc rồi về cái giá cả thì như thế nào mình báo giá như vậy, nhưng có thể anh chị ở xa hơn hay như thế nào đó thì mình có thể là anh em mình thương lượng, có thể mình bớt cho nhau một tí xíu nữa. Vinh vẫn ok đó. Thì thì thông qua cái chương trình này thì mình bán xe thì thứ nhất là sao mình không phải xác định mình không phải bán một chiếc, còn rất nhiều xe sau này thì anh chị có thể là sử dụng một lần đầu tiên mình đăng cái chương trình này mình bán thì anh chị mua một lần thì còn lưu lại số điện thoại của Vinh. Thứ nhất là sao để xác nhận được rằng Vinh bán cái xe đó như thế nào, có đúng như lời Vinh nói hay không. Thì sau cái đó mình cũng muốn cho sau cái chương trình này thì anh chị mua được những cái xe ok hơn, rồi đi sử dụng nó ok thì sau này mua được những cái xe khác tốt hơn nữa. Đó thì thông qua chương trình này thì trước tiên mình cảm ơn có em trai đây đã quay giới thiệu cho mình tất cả những dòng xe này cho cô bác anh chị tham khảo trước. Thì có ở trong đây mình bán xe thì có cái chương trình là hỗ trợ trả góp rồi như thế nào đó, hay ship xe như thế nào đó thì mình có số điện thoại, thì mong sao cô bác anh chị cứ điện trực tiếp cho mình sẽ giải thích cụ thể. Rồi đó, thì anh Vinh anh vừa giới thiệu mấy cái chương trình bán hàng tại cửa hàng gọi là thanh lý á. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua những cái dòng nào á thì mình chịu khó nha, mình quay kỹ cái video này, mình sẽ quay và trend lại đoạn nhỏ cho anh chị và các bạn ha, để ban đầu anh chị và các bạn biết là cửa hàng có những cái dòng xe nào. Rồi mọi người xem về giá các bạn cứ alo cho anh Vinh sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn tất cả hết. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip, có gì mình hẹn mọi người ở một cái clip khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha. Rồi ok anh.